Cô chào cả lớp mình. Hôm nay chúng ta sẽ học phần số các con nhé. Trước khi học phần số thì cô muốn kiểm tra xem thử là hôm trước chúng ta học thì con nhớ gì nào. Con nhắc cho cô thế nào là tỷ lệ thức cao trường ơi. Cao trường ơi. Tỷ lệ thức là gì hả con? À, cao trường không thể bật mic. Mời bạn Ngọc ơi, tỷ lệ thức là gì con? Là đẳng thức của hai tỷ số ạ. À, tỷ lệ thức là đẳng thức của hai tỷ số, đúng rồi. À, Bảo Ngọc con nhắc tính chất của tỷ lệ thức cho cô nào. Cô tính tính chất của tỷ lệ thức là Nếu A trên B mà bằng nếu C trên A trên D. B bằng C, em cô là nếu A trên B bằng C trên D thì A nhân D bằng B nhân C ạ. À, thì A nhân D bằng B nhân C, đúng rồi. Và ngược lại, nếu có tích A nhân D bằng B nhân C thì ta có tỷ lệ thức nào đây? Mời Thùy Dương ơi, con suy ra được những tỷ lệ thức nào con? Thưa cô là nếu A nhân D bằng B nhân C thì ta có A phần B bằng A phần D bằng A phần B con nhầm ạ. A phần B bằng C phần D ạ. À đúng rồi, là một cái đầu tiên rồi, gì nữa con? Rồi là A phần C Đúng rồi, bằng B phần D ạ. à bằng B phần D rồi. Hai cái nữa, gì nữa con nhỉ? D phần B D phần B bằng gì? bằng C phần A. Đúng rồi, và một cái nữa thôi. Một cái nữa thôi là gì nhỉ? Một cái D nữa phần C bằng gì con? D phần C bằng B phần A. À, D phần C bằng B phần A rồi. Phần luyện tập và chúng ta sẽ đi nhiều hơn. Có hôm nay cô nhắc lại một tí xíu như thế, như các con nhớ được như vậy là tốt rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học về tính chất của dãy tỷ số bằng nhau. À, tình huống mở đầu đấy là để xây dựng một phòng học cho một ngôi trường ở bản vùng khó khăn, người ta cần số tiền là 450 triệu đồng. Có 3 nhà từ thiện đã góp số tiền đó theo tỷ lệ là 3, 5 và 7. Vậy thì mụ hỏi rằng là mỗi nhà từ thiện đã đóng góp bao nhiêu tiền? Thì để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ phải đi học nội dung bài học hôm nay các con nhé. Bài của chúng ta đấy là tính chất của dãy tỷ số bằng nhau. Các con ghi tên bài: tính chất dãy tỷ số bằng nhau. Bài này có hai nội dung. Đấy là thứ nhất là tính chất của dãy tỷ số bằng nhau, thứ hai là mở rộng tính chất cho dãy tỷ số bằng nhau. Một là tính chất của dãy tỷ số bằng nhau. Khoan, sao con tắt cam đi rồi? Cô để em vào phòng. À rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm hoạt động một cho cô nhé. Các con làm cho cô bài hoạt động một đi nào. Các con sẽ bây giờ là chúng ta sẽ trình bày nhá. Bạn Thúy Anh, con trình bày lại giúp cô là ta có Ta hai có phần hai cộng 6 trên 3 cộng 9 bằng gì con? nhà 2 cộng 6 trên 3 cộng 9 bằng 8 phần 12. À, bằng 8 phần 12. Con rút gọn giúp cô nào.
8 phần 12 bằng 2 phần 3. Rồi, bằng 2 phần 3. Rồi. 2 trừ 6 trên 3 trừ 9 bằng bằng bao nhiêu con? Dạ, 2 trừ 6 trên 3 trừ 9 bằng trừ 4 trên trừ 6. Rồi, rút gọn giúp cô bằng Dạ, trừ 4 trên trừ 6 bằng trừ 2 trên trừ 3. là bằng 2 phần 3 luôn đúng không? Trừ 2 trên trừ 3 là 2 phần 3 đấy. Đúng không con? Rồi, cả lớp hãy làm giúp cô tiếp tục đối với tỷ lệ thức 2 phần 5 và 6 phần 15. Các con tính và so sánh hai tỷ số nhé. À, vậy bây giờ cô hỏi bạn Minh Hoàng ơi, so sánh hai tỷ số ta rút ra được gì Minh Hoàng nhỉ? Minh Hoàng ơi, à Đức Huy vào đây rồi. Em thưa cô là nếu cộng cả tử Không, vong ta suy ra điều gì? Khoan đã, phát biểu bằng lời. Suy ra ta có hai tỷ số như thế nào đây rồi? bằng nhau. À, hai tỷ số bằng nhau, tức là ta có 2 phần 3 bằng 6 phần 9. Bằng tỷ số nào Hoàng nhỉ? Bằng 2 cộng 3 trên gì con? 2 cộng À, không, xin lỗi, 2 cộng 6 trên gì con? 2 cộng 6 trên 3 cộng 9 ạ. Đúng rồi, bằng gì nữa con? Bằng 2 trừ 6 trên 3 trừ 9 ạ. Rồi, bằng 2 trừ 6 trên 3 trừ 9, cô đồng ý với con, tốt. Bạn Khanh ơi, con làm giúp cô nào. Con tính cho cô các tỷ số nhá. Ta có 2 cộng với 6 trên 5 cộng 15 là bằng tỷ số nào con? Con tính giúp cô nào, bằng Dạ, chung có là bằng 2 cộng 6 bằng bao nhiêu? 8 phần 20 ạ. À đúng rồi, con rút gọn giúp cô nào. Bằng Dạ, 5 phần 2, 2 phần 5 ạ. bằng 2 phần 5 hả? Rút gọn bằng 2 phần 5, tức là con chia cả từ và mẫu cho bao nhiêu con? Cho 4 đúng không nào? Rồi, tiếp tục nào. Con tính giúp cô tỷ số 2 trừ 6 trên 5 trừ 15 bằng tỷ số nào con? Dạ thưa cô là âm 4 phần Âm 4 phần bao nhiêu con? âm 4 phần 5 trừ 15. âm 10 ạ. À, đúng rồi. Và rút gọn nào, cô nhờ bạn khác rút gọn giúp cô bằng rút gọn tỷ số này bằng bao nhiêu đây? Cô mời Hương Giang. Theo cô là bằng dạ bằng âm 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 2 phần ở đâu âm 2 phần âm 2 phần 5 ạ. 2 phần 5 à? Ngân hà ai bằng bao nhiêu con? Ngân hà bật mic lên bằng bao nhiêu con? Ngân hà không nghe cô nói gì thì phải. Băng ơi bằng bao nhiêu con? Dạ thưa cô bằng 2 phần 5 ạ. À, bằng 2 phần 5 đúng rồi. Rồi, thế thì tương tự như là bài trên. Ta suy ra được gì băng nhỉ? Suy ra tỷ số 2 phần 5 bằng tỷ số 6 phần 15 bằng tỷ số nào? Bằng Ủa? bằng với 2 2 cộng
phần. hai cộng sáu phần năm phần năm phần năm cộng 15 ạ. Ừ, bằng tỷ số nào nữa? Bằng với 2 trừ 6 phần 5 trừ 15 ạ. Ừ, rồi. Cô hỏi một bạn xem con đồng ý với bạn Ngọc ơi, con đồng ý với bạn không? Em thưa cô là em có ạ. À rồi, cô cảm ơn. Vậy nếu bây giờ cô có tỷ lệ thức A phần B bằng C phần D thì theo các con dự đoán cho cô hai tỷ số A phần B và C phần D này sẽ bằng tỷ số nào đây? Mời bạn Hoan. Bằng gì con? Gì cô nói lại? Tức là các bạn đã làm như thế này rồi này. Có hai ví dụ này này. Qua hai ví dụ mà các bạn đấy làm đấy, bây giờ con dự đoán cho cô nếu cô có tỷ lệ thức A phần B bằng C phần D thì hai tỷ số A trên B và C trên D sẽ bằng tỷ số nào đây? Em thưa cô là bằng tỷ số 2 phần 5 bằng 2 phần 5 và 6 phần 15. Không, đâu bây giờ còn 2 phần 5 đâu nữa. Bây giờ sang A phần B và C phần D rồi. Con không chú ý vào bài rồi. Cô sẽ mời bạn khác nhá. Cô mời bạn Thùy Dương. Con thưa cô là nếu A phần B bằng C phần D thì bằng A cộng C phần B cộng D. Ờ, bằng tỷ số nào nữa? Bằng A trừ C phần B trừ D. B trừ D ạ. Rồi, Ngọc ơi, con đồng ý với Dương không? Em thưa cô là có ạ. Ừ đấy, cô cũng đồng ý. Đấy, học chú ý vào, các con tập trung vào. Tức là từ hai ví dụ mình dự đoán và cô giới thiệu với các con, dự đoán của các con ở đây là hoàn toàn chính xác. Đây người ta gọi là tính chất của dãy tỷ số bằng nhau. Tức là nếu có tỷ số A phần B bằng tỷ số C phần D thì lúc này hai tỷ số A phần B và C phần D sẽ bằng các tỷ số là A cộng C, tức là lấy tử cộng tử, chia cho mẫu, B cộng D, và bằng luôn cả tỷ số lấy tử trừ tử trên mẫu trừ mẫu, tức là A trừ C trên B trừ D nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Đây là tính chất của tỷ lệ thức nhá. Các con chụp ảnh, chụp màn hình lại giúp cô, hoặc là chúng ta mở sách giáo khoa của chúng ta tìm cho cô phần dãy tỷ số bằng nhau, các con ghi vào trong vở của mình để chúng ta học, bởi vì các con có nhiều bộ sách ý. Rồi, chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Đây, ví dụ tìm hai số x và y, biết x phần 5 cộng y phần 11 bằng x cộng y, xin lỗi, x phần 5 bằng y phần 11 và x cộng y bằng 32. Thì cô sẽ giới thiệu cho các con bài này người ta làm như sau. Đó là áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau thì lúc này ta sẽ có x phần 5 bằng y phần 11 sẽ bằng tỷ số x cộng y, bởi vì đề bài cho chúng ta là x cộng y bằng 32 đây các con này. Đấy. Trên cho 5 cộng với 11. Lấy tử cộng tử chia mẫu cộng mẫu, mà x cộng y thì bằng 32. Đề bài cho rồi. Còn 5 cộng 11 thì bằng 6. Như vậy ta có tỷ số 32 phần 6 rút gọn lại bằng 2. Vậy bạn Vân chú ý vào con. Như vậy từ đây ta có x chia 5 bằng 2 thì x sẽ bằng 2 nhân 5 bằng 10. Y bằng y chia 11 bằng 2 thì lúc này ta suy ra y bằng 2 nhân với 11 và bằng 22. Bây giờ cô sẽ lấy một ví dụ ngay tại chỗ đây, các con nhìn, các con làm giúp cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày câu B cho cô nhé. Chúng ta sẽ trình bày như thế nào đây? Cô mời Huy ơi, chúng ta sẽ trình bày câu B như thế nào con nhỉ? Con chưa làm được hả? Rồi.
Ồ, thì cô hơi ngạc nhiên nhá. Ngân Hà ơi, ta làm câu B như nào con nhỉ? Theo tính chất dãy tỷ số bằng nhau ta có gì con? Rồi. Rồi. Bạn Huy nhắc lại cho cô, bạn Ngân Hà nói gì nào? Ngân Hà tắt mic giúp cô. Bằng gì Huy nhỉ? x/3 trừ y/4. Sai mất rồi. Mời Băng nào, bằng gì con nhỉ? Dạ thưa cô là x cộng y phần 3 cộng 4 ạ. À, phải là x lấy từ cộng từ trên cho mẫu cộng mẫu. Rồi bằng gì Băng đọc tiếp? X cộng y phần 7 ạ. X cộng y bằng bao nhiêu? Bằng âm 21 phần 7. À, chúng ta viết bằng âm 21 phần 7 luôn. Bằng bao nhiêu con nhỉ? Bằng âm 3 ạ. Bằng âm 21 chia cho 7, âm 21 chia 7 là bằng âm 3 rồi, cô cảm ơn con. Bây giờ con tính x giúp cô là bạn Vân ơi. Vậy thì x giờ bằng gì Vân? Dạ Ta tính các x con giờ như vô nào con? Ta tính x giờ như nào? dạ con chưa có đến được. Ủa? Nào, Khánh họ mà bạn Hoàng ơi, Minh Hoàng ơi, x giờ tính như nào con? Em cho cô là âm 3 nhân với 5 ạ. Sao 5 ở đâu ra đấy? X chia 3 bằng âm À, 3 mà. âm 3 nhân với 3. À, âm 3 nhân 3 bằng bao nhiêu? Bằng 9, âm 9 ạ. À, âm 9. Vân ơi, con tính y giúp cô, vậy y bằng gì Vân? Dạ thưa cô là âm 3 nhân với 4. Đấy. Bằng bao nhiêu con? Dạ Bằng thưa bao cô nhiêu là con? bằng âm 12. Bằng âm 12. Đấy. Tiếp theo chúng ta làm bài tiếp. X trên 3 bằng y trên 5. Và x sở trừ y bằng 6. Làm cho cô tiếp nào. Hoan ơi, con thử trình bày cho cô xem nhé. Có thể con chưa xong nhưng con vẫn trình bày cho cô xem này. Em nói cô là x phần 3 bằng y phần Không, 5. con phải viết là đầu tiên là theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Ta có gì con? Em nói cô là ta có x phần 3 bằng y phần 5 bằng x trừ y phần 3 trừ 5 bằng x X trừ y phần bằng 3. x Con trừ cứ nói y đi. phần âm 2 bằng 6 phần âm 2 bằng bằng 6 phần âm 2 bằng âm 3. À rồi. Rất tốt, cô cảm ơn. Như vậy con đã hiểu bài rồi. Nào, mời bạn Hương Giang con trình bày lại nào. Băng sao tối thui thế con? Con thưa cô là bằng x cộng y phần 3 cộng 4, 3 cộng 5 bằng Đề bài có cho x cộng y đâu. con lộ x nhân y X nhân y đề bài có cho x nhân y đề bài cho con đọc đề bài xem. x trừ y Ừ, con phải x đọc uy tín vào trừ chứ. Phần y phần 3 trừ 5 bằng và bằng x trừ y bằng bao nhiêu đây, đề bài cho bao nhiêu đây? 6 À, bằng 6 phần. phần 6 phần âm 2.
Đúng rồi, 6 phần âm 2 bằng bao nhiêu? Và bằng 3 phần âm 1. À, bằng 3 phần âm 1 là bằng âm 3 luôn đi Âm con. 3. Ừ, x bằng. X bằng âm 3 Nhân. nhân với 3 Bằng. và bằng âm 9. Y bằng. Y bằng âm 3 nhân với 5 Bằng. và bằng âm 15 ạ. Bằng âm 15 rồi. Trường ơi, con nhận xét giúp cô các bạn giải thì đúng chưa con? Em coi đúng rồi ạ. À rồi, tốt rồi. Băng con bật cam lên đi. Rồi Dương ơi, con đúng rồi nhá. Giỏi. Rồi, được, tốt lắm. Bạn Thùy Dương cũng nhanh nhẹn này. Thùy Dương thực ra là nếu mà học là Thùy Dương phải vào học cùng lớp với Bảo Ngọc thì chuẩn bị theo đây thì mới đúng này. Bạn Thùy Dương rất là thông minh. Nhưng mà bạn ấy vào học cũng bị muộn hơn ý. Rồi chúng ta chữa bài này. Rồi chúng ta sẽ làm câu A trước. Cô mời bạn Vân ơi, con trình bày câu A nhá. Dạ. Con trình bày giúp cô nào. Dạ thưa cô là x phần 11 Con bằng phải đọc theo gì đã? Theo tính nhất gì đây con? Tính nhất gì chúng ta vừa học xong đấy Vân nhỉ? thưa cô là theo tính chất của hai của dãy tỉ số bằng nhau. À đúng rồi, của dãy tỉ số bằng nhau ta có. Con đọc đi. Dạ thưa cô là x phần 11 bằng y phần 17 bằng Bằng. bằng bằng x trừ y phần 11 trừ 17. Bằng. Bằng bao nhiêu con? Dạ bằng x trừ y bằng x trừ y phần 11 trừ 17. Ừ, đúng rồi. Bằng bao nhiêu nữa con đọc tiếp đi. Cô đừng muốn con đọc để cô hỏi bạn khác mà. Dạ bằng x cộng y phần ta x cộng y phần 8. Sao lại x cộng y phần 8? Sao tự nhiên đang x trừ y để chuyển sang x cộng y con? Dạ x trừ y bằng 6, x trừ y phần 6. Rồi. Rồi. 11 trừ 17 làm sao lại bằng 6 hả con? Rồi cô mời bạn Hà ơi. Con trình bày lại cho cô Khánh Hà nào. Khánh Hà ơi. Dạ. Con trình bày cho cô là x phần 11 bằng y phần 17 bằng gì con? Con đưa cô là y cộng y phần 11 cộng 17. Sao lại y cộng y đề bài cho gì đấy? Con đọc lên đề bài À, xem câu A. trừ cô ơi. Trừ Bằng trừ trừ. gì? Con đọc đi. Bằng gì? Y trừ y phần 11 trừ 17. Bằng cái gì? Trừ đi cái gì? Con đọc cho rõ ràng cô nghe xem. Trừ y phần 11 phần 17 cô ơi. Không phải phần. 11 trừ 17 không phải 11 phần 17 À. đâu. Bằng gì con thay số vào? Bằng gì? X trừ y đề bài cho bao nhiêu đấy? 12 phần 12 phần bao nhiêu? 11 trừ 17 là bằng bao nhiêu? Phần âm 8 của cái gì? 11 trừ 17 sao âm 8? ăn âm 6 thôi cô. Âm 6 rồi bằng bao Rồi nhiêu? rồi, các bạn rồi. Ăn được cô là âm 2 á. Âm 2 rồi, con dừng lại. Rồi, một bạn tính tiếp cho cô. Con tính, bạn Hoan tính x bằng gì Hoan? Em thương cô là em tính x bằng âm 6 âm 2 nhân 11 bằng âm 22.
Rồi bằng âm 22. Rồi y Y bằng bằng âm 2 nhân 17 bằng bao nhiêu? đúng. Âm 2 nhân 17 bao nhiêu? Âm 34. Âm 34. Bạn Dương ơi, con nhận xét cho cô, bạn làm đúng chưa? Con thấy bạn làm đúng rồi ạ. À rồi, bạn cô cảm ơn. Bạn Huy ơi, kết quả con giống bạn không? Có. Rồi, cô cảm ơn. Bây giờ cô sẽ gọi một bạn làm câu B nhỉ? Câu B bạn làm được rồi, các con giơ tay lên. Còn chưa làm được, các con bỏ tay xuống. Như vậy là các con đã bỏ tay xuống, còn mỗi Ngọc thôi. Ngọc trình bày câu A, Ngọc cũng bỏ tay xuống luôn. Thì cô gợi ý nha. Cô gợi ý nha. Nào, con đọc lại đề bài cho cô. Mời bạn Bảo Ngọc nhỉ? Rồi cô, là đề bài câu B là x phần 3 bằng y phần 2 và 2x cộng y thì bằng 16 ạ. À rồi, cô thấy Cao Trường được rồi thì phải. Thế cô cảm ơn Ngọc. Cao Trường thử nào, để cho Cao Trường thử. Còn nếu không được thì cô sẽ gợi ý cho cả lớp này. Mời Cao Trường con. Em cho cô là 2x cộng y bằng 16 và x cộng y sẽ bằng 8 ạ. À, đâu có phải 2 nhân với mở ngoặc đâu. Không phải là 2 nhân mở ngoặc x cộng y con nhá. Không, đề bài cho là 2x, 2 nhân với x rồi mới cộng với y. Con hiểu ý cô chưa? À, Rồi rồi bây ạ. giờ cô sẽ gợi ý cho các con này nhá. Bây giờ đề bài thì cho 2x cộng với y. Mà ở đây ta chỉ có tỷ số x phần 3 bằng y phần 2 thôi. Vậy các con lại biến đổi tỷ số x phần 3 bằng một tỷ số bằng nó, nhưng mà tỷ số là 2x. Vậy thì tỷ số x phần 3 sẽ bằng tỷ số nào đây? Tỷ số x phần 3 sẽ bằng tỷ số nào mà tỷ số là 2 nhân với x? Nào biết các con giơ tay nhá. Câu này thì đúng là hơi quá sức đối với con một tí xíu rồi, nhưng mà cô nghĩ vẫn trong tầm tay đấy. Đấy, có người giơ tay đây rồi này. Mời bạn Trường nào. Em đưa cô 2 nhân x phần 6. Đúng rồi, đấy cô vẫn thích như thế. Vẫn thích có những bài để thử thách các con rồi. Thế thì bây giờ chúng ta làm được rồi, còn gì các con làm tiếp giúp cô nhá. Sao Dương lại có biểu cảm đấy? Dương không hiểu hay sao? Hay là ngạc nhiên? Con có cái biểu tượng đấy là gì? Con chia sẻ đi. Con hơi Hay ngạc là nhiên. hơi ngạc nhiên, tức là ý là dễ thế mà mình không phát hiện ra, hay là con không hiểu? Con thấy dễ nhưng mà con không phát hiện ra. À đấy, giá như mà mình cũng biết được thì là mình đã làm được rồi đúng không? Rồi, rồi Vâng. cô cảm ơn con. Rồi, theo tính chất dãy tỷ số bằng nhau ta có. Bây giờ chúng ta làm tiếp cho cô nhé. Đấy. À, thì bây giờ cô hỏi một bạn. Ngân Hà ơi. Ngân Hà ơi, con bật mic lên. Cô hỏi Ngân Hà nhá. Con có biết vì sao bạn Trường bạn ấy biết được là cái mẫu của cái tỷ số 2x phần 6 này là bằng 6 không? Con có biết vì sao không? Không, tại sao không phải là 2x phần 4 mà lại 2x phần 6 con nhỉ? Ngân Hà đâu rồi? Ừ. Con có biết không? Vì sao nó lại bằng là 2x phần 6 mà không phải là 2x phần 4, hay là không phải 2x phần 7, 2x phần 10 vân vân. À ơi. Mic của con nói sao cô không nghe được ý. Em Con. Ừ, con vậy biết thì em không? trả lời không, em biết em trả À. lời rồi. À, nhưng mà cô không nghe được. Rồi, thì con không biết. Thế Bảo Ngọc ơi, con trả lời cho cô nào. Thế cô là em nhân cả tử cả mẫu với hai ạ. À đúng rồi, vì tử số chúng ta nhân với 2 nên mẫu chúng ta cũng phải nhân với 2, tức là lấy 3 nhân 2 là bằng 6.
Thế nào ơi, con hiểu chưa? Thế nào ơi? Bạn thân nào không nghe gì Dạ. thế luôn ấy. Con hiểu chưa? Em hiểu rồi. Rồi, rồi. Mic của con hay mạng của con gì đấy? Rồi, con làm tiếp, bạn nào làm tiếp được nào? Đến đây bạn nào làm tiếp được? Đây, ta có hai sờ rồi đấy. Như ý muốn rồi đấy. Thì vẫn cao trường của Bảo Ngọc thôi. Bằng. Bằng gì Bảo Ngọc nhỉ? Bằng y phần 2 ạ. Đúng rồi, bằng y phần 2 có đây rồi. Làm tiếp, bằng gì nữa? Thưa cô là bằng 2x cộng y Đúng rồi, bằng phần phần 2 cộng 6 ạ. sao lại lấy 2 cộng 6? À, 6 cộng 2. À, 6 6 cộng cộng 2, có hiểu rồi, hiểu rồi. Đấy, 6 cộng với 2. Rồi, bằng bằng 2x cộng y phần 8 ạ. 2 cộng y bằng bao nhiêu, con thay luôn. 2 bằng 16 phần 8 ạ. À, bằng 16 phần 8. Và bằng bao nhiêu con? Thưa cô bằng 2 ạ. À, bằng 2. Rồi, tốt. Thanh Vân bật cam lên. Thúy Anh ơi, đến đây con tính nhích sờ giúp cô nào. Suy ra x sờ bằng gì Thúy Anh ơi? Dạ, suy ra x bằng 2 nhân 6. Không, x chia 3 bằng 2 mà. Còn 2x chia 6 thì mới bằng 2 chứ. Nên x lại bằng 2 nhân bao nhiêu không? 2 nhân 3. Đúng rồi, bằng 6. Y bằng bao nhiêu con? Y bằng 2 nhân 2. Đúng rồi, bằng 4 rồi. Đúng rồi, như vậy không đáng ngại lắm đâu. Con vẫn theo được tốt mà. Như vậy chúng ta sẽ sang phần thứ hai là phần mở rộng tính chất dãy tỉ số bằng nhau các con nhé. Đây, chúng ta sẽ thừa nhận tính chất này các con này. Với 3 tỉ số là A phần B bằng C phần D bằng E phần F thì ta cũng có, tương tự ta cũng có là sẽ bằng là 3 tỉ số này sẽ bằng tỉ số A cộng C cộng E trên B cộng D cộng F bằng tỉ số A trừ C trừ E trên B trừ D trừ F bằng luôn tỉ số nào sau đây? Cô mời bạn Dương này, bằng Con thưa đây. cô là nếu Không, từ từ con, từ từ. Nếu cô viết là bằng A trừ C trừ E thì sẽ trên gì con? Mẫu sẽ là gì? thì mẫu sẽ là B trừ D trừ F ạ. À, B trừ D trừ F rồi. Thì Dương con mà cố gắng là con học tốt lắm đấy. Thông minh. Đấy, và chắc chắn nữa. Nhưng mà nếu con không cố gắng và con bị phân tâm ý, thì cô cũng không biết nói làm sao nữa. Rồi, chúng ta sang phần tiếp. Quý Dương cố gắng lên. Nếu A phần B bằng C phần D bằng E phần F thì ta còn nói các số A, C, E tỉ lệ với các số B, D, F và người ta còn viết là A chia C chia E bằng B chia D chia F. Ví dụ nhá, ví dụ cô nói này. Ví dụ cô có là x chia y chia z bằng 2 chia 4 chia 5 thì ta sẽ có được dãy tỉ số bằng nhau nào? Thì ta có 3 tỉ số nào bằng nhau bạn đã biết nào? Ngọc là 1 này. Đây này, nếu 3 số ACE tỉ lệ với các số BDF thì ta cũng có thể viết là A chia C chia E bằng B chia D chia F. Hay cũng có thể viết là A phần B bằng C phần D bằng E phần F. Vậy thì nếu X chia Y chia Z bằng 2 chia 4 chia 5 thì ta suy ra được, ta có được dãy tỉ số nào? Mời bạn Dương nào. Cô là ta sẽ có được dãy tỉ số là a
x phần x trừ z, x cộng z cộng x cộng y cộng z ạ. Không, con ra được 3 tỷ lệ thức nào, 3 tỷ số nào bằng nhau đã. Ta có 3 tỷ số nào bằng nhau? 3 tỷ số là x phần y. Không phải. Bạn Ngọc nào? Bạn Em nào cô, vừa gửi em có bài cho 3 cô tỷ số. Em có 3 tỷ số là x phần 2 bằng y phần 4 và bằng z 5 ạ. Cao Trường ơi, con đồng ý với bạn Ngọc không? Em có. Bạn Dương ơi, con vừa gửi bài cho cô, con vừa chụp ảnh gửi bài cho cô à? Không ạ. Thế Dương này là bạn Dương ở nhóm nào đây nhỉ? Chữ rành, chữ đẹp lắm các con ạ. Nhóm 7 A3 nâng cao. Rồi rồi rồi. Chắc là bạn gửi bài tập về nhà rồi. Rồi. Như vậy là các con lưu ý cho cô là x chia y chia z bằng 2 chia 4 chia 5. Thì ta suy ra được 3 tỷ số bằng nhau là x phần 2 bằng y phần 4 bằng z phần 5. Từ đây ta có thể áp dụng được tính chất mở rộng của tính chất dãy tỷ số bằng nhau để chúng ta làm bài tập các con nhé. Nào Cô ơi, bây con giờ vừa gửi. cô nhìn thấy kết quả rồi, con gửi kết quả đúng rồi, nhưng mà vấn đề bây giờ chúng ta sẽ trình bày nhé. Ta sẽ gọi x, y, z là thứ tự là số tiền mỗi nhà đầu tư đóng góp. Thì đơn vị là x, y, z, có đơn vị là triệu đồng các con nhé. Bây giờ câu hỏi này. Bây giờ đề bài bảo là ba nhà từ thiện đã góp vốn theo tỷ lệ 3, 5, 7, tức là ta có x chia y chia z bằng 3 chia 5 chia 7. Hay ta có 3 tỷ số nào bằng nhau? Hay ta có 3 tỷ số nào bằng nhau đây? Cô mời Khánh Hà. Từ x chia y chia z ta suy ra được 3 tỷ bằng 3 chia 5 chia 7, ta suy ra 3 tỷ số nào bằng nhau Khánh Hà nhỉ? Khánh Hà chưa được, mời Hải Phong nào. Nào. Hay ta có 3 tỷ số nào bằng nhau Phong nhỉ? Ba tỷ số X phần bao nhiêu? y phần 3 Ở bằng bằng y phần 5 bằng y phần 5 bằng bằng z phần 7. bằng z phần 7, đúng rồi. Rồi rất là tốt. Rồi Đức Huy bật cam lên. Và tổng số tiền mà cần đóng góp là 450 triệu đồng. Nên ta có gì đây? Do tổng số tiền. Đấy nha, x, y, z là số tiền mà các nhà đầu tư cần đóng góp. Mà tổng số tiền cần đóng góp là 450 triệu đồng. Vậy ta có mối liên hệ giữa x, y, z là gì Bảo Ngọc nhỉ? Em cô là x, y, z bằng 450 triệu đồng ạ. X, y, z là sao? Và x chia y chia z X bằng chia y chia z 400. á. Con có bị nhầm không nhỉ? Tổng số tiền cần đầu tư, tổng số tiền cần huy động là 450 mà. Sao lại x chia y chia z? X cộng y cộng z ạ. X cộng y cộng z. Rồi, Cao Trường ơi, con đồng ý với bạn không? Trường ơi. Em đây ạ. Con đồng ý với các bạn không? Dạ em có. Rồi, rồi, cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp nhá. Bạn Hoan ơi, theo tính nhất dãy tỷ số bằng nhau ta có gì? Nhưng cô là theo tính chất đấy tỷ số bằng nhau ta có x phần 3 bằng y phần 5 bằng z
phần 7 bằng bằng x cộng y cộng z bằng 3 cộng 5 cộng 7 phần 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 bằng phần 7 là phần bằng bằng x cộng y cộng z bằng 15 phần phần 15 bằng 450 phần bao nhiêu? 450 phần 15 À, và rút gọn bằng bao nhiêu con? em 450 chia 15 bằng bao nhiêu con nhỉ? em thưa cô là 450 chia 15 bằng 30. À, bằng 30. Đấy, từ đây mình tính được số tiền x, y, z đúng không nào? Rồi, chúng ta xem thử là bài chúng ta làm giống với là bài mà cô đưa ra lời giải mẫu không nhá. Ta nhớ là tỷ số là bằng 30 nhá. Đấy, ta có tỷ x cộng y cộng z bằng 30 đấy rồi, suy ra x là bằng 90, y là bằng 30 nhân 150, z là bằng 30 nhân 7 bằng 210. Vậy số vốn ba nhà đầu tư đóng góp sẽ lần lượt là 90, 150 và 210 triệu đồng. Như vậy là cô thấy là có ai tính được ra kết quả như thế nhỉ? Cô thấy là bạn Dương gửi kết quả đúng này. Dương ơi. Bạn Dương Dạ. ơi. Cuối buổi học con chụp quyển vở ghi bài cho cô nhá. Cuối buổi học hôm nay là sẽ bạn Dương là một này, bạn Minh Hoàng là hai, sẽ gửi vở cho cô nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập này. Ủa? Ủa? Sao thế? Sao lại đây rồi? Chúng ta làm cho cô bài này này. Khánh Hà, con trình bày bài này giúp cô nào. Ta có gì con? Con cho cô ta có x phần 17 bằng Con đọc y đề bài, con đọc luôn theo tính chất gì? tính chất dãy tỷ số, tính chất dãy tỷ số bằng nhau. Ừ, Ta ta có có x phần x phần 17 bằng y phần 20, 21 bằng bằng y trừ x trừ y phần 17 trừ 21. ừ bằng Bằng 8 phần. các con làm bạn là xong rồi gửi kết quả cho cô nhá, không ngồi không như thế nhá. Bằng 8 phần bao nhiêu? Con được coi 17 là trừ 21 bằng bao nhiêu? âm 4. Âm 4 bằng bao nhiêu? 8 chia âm 4 bằng bao nhiêu? 8 chia âm 4 bằng âm 2. À, bằng âm 2. Rồi. X bằng bằng bao nhiêu con? Con được cô là x bằng âm 2 chia 17, âm 2 nhân 17. Bằng bao nhiêu? Con được cô là Bạn ba Bảo Ngọc. âm ba tư âm ba mươi À, bạn tư. Bảo Ngọc gửi bài rất là kịp thời, rất là siêng luôn. X bằng Y với rồi cô y bằng y bằng y bằng âm 2 nhân 12 nhân 21 bằng âm 42. âm 42. Rồi Dương ơi, con nhận xét cho cô xem bạn làm đúng chưa. Bạn làm đúng rồi ạ.
À rồi, rất là tốt, cô cảm ơn cô đọc nhá. Có ở đây là có bạn Minh Hoàng gửi bài đúng này. Có bạn Cao Trường gửi bài này. Minh Hoàng, Cao Trường, các Minh Hoàng bị nhầm à? Đúng không? Minh Hoàng bị nhầm mất XR đúng không con? Con kiểm tra lại cho cô nhá. Dạ. Em gửi lại rồi con. À rồi rồi rồi, cô cảm ơn, giỏi. Nào các con chọn cho cô. Con sẽ chọn đáp án nào ở đây? Ta sẽ chọn đáp án nào? Cô mời bạn Hoan ơi, con chọn đáp án nào? Em tin cô ấy. Đáp án gì nhỉ? Em Huy ơi. À rồi, Huy ơi, con chọn đáp án nào? Đáp án A. Ở Phong ơi, con chọn đáp án nào? Đáp án A. À chính xác rồi, đáp án A chính là tính chất của dãy tỉ số bằng nhau đây. Hoan ơi, con hiểu chưa? Vâng. À đáp án A nhá, còn B, C và D đều sai cả con nhá. Rồi, tiếp câu số 2. Chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Nào giờ cô hỏi một bạn xem nhé, từ từ chắc câu này phải chờ rồi đây. Cô sẽ mời từ từ để cho các con quan sát bởi vì câu này nó hơi khó hơn tí xíu. Có hai bạn giơ tay và ba bạn giơ tay rồi. Cao Trường, Bảo Ngọc, Thùy Dương, Minh Hoàng ơi, con chọn đáp án nào? Cho cô em chọn đáp án D. À, Bảo Ngọc, con chọn đáp án nào? Em chọn đáp án D. À, Cao Trường, con chọn đáp án nào? Em chọn đáp án D. À, Hải Phong, con chọn đáp án nào? Em chọn đáp án D. À, Thùy Dương cũng gửi đáp án D. Như vậy chắc là đáp án D rồi đấy. Toàn chọn đáp án D cả. Như vậy ta xem này. E phần F bằng A trừ E cộng C trên B cộng F cộng D. Như vậy là tử số có một dấu trừ mà mẫu số là không có dấu trừ nào là chắc chắn là sai rồi đúng không nào? Rồi, rất là tốt, cô cảm ơn các con, giỏi lắm. Còn đáp án A thì chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của tỉ số C phần D này với 2 thì vẫn đúng. Còn đáp án B thì A cộng E cộng tử là cộng, mẫu cũng tất cả là dấu cộng thì đúng rồi. Rồi, rất là tốt, giỏi lắm. Rồi, Minh Hoàng không giơ tay, không chưa kịp gửi đáp án nhưng mà vẫn đúng. Câu số 3. X phần 3 bằng Y phần 5, X cộng Y bằng âm 32 thì Y bằng. Cái này phải tính một tí chứ nhỉ? Phải nháp một tí xíu chứ nhỉ? Băng ơi, con chọn đáp án nào? Dạ thưa cô, em chọn câu C. Minh Hoàng, con chọn đáp án nào? Em chọn đáp án C. À, Huy ơi, con chọn đáp án nào? Chọn đáp án C. Giang ngồi vỗ tay rồi. Giang, con chọn đáp án nào? Chọn đáp án đúng rồi. Bật mic lên, cô chưa nghe, con đã tắt mất rồi. Hương Giang nói chưa xong đã tắt mic rồi. Như vậy ta thấy X cộng Y sẽ bằng âm 32 chia cho 8 là bằng âm 4, đúng không nào? Âm 4 thì là sẽ suy ra x bằng âm 4 nhân 3, y bằng âm 4 nhân 5. Như vậy đáp án C là chính xác rồi, giỏi. Câu số 4, câu số 4 cũng sâu y gì luôn. Câu số 4. Rất giỏi nhá, các con đã giơ tay này, đã cho kết quả đây rồi này.
Nhiều bạn lắm. Rồi giỏi, bây giờ cô sẽ hỏi là con chọn đáp án nào? Vân ơi, con chọn đáp án nào? Dạ. Con chọn đáp án nào? Dạ thôi cô, em chọn đáp án A. Vì Dương, con chọn đáp án nào? Con chọn A. À rồi. Thế Ngọc ơi, con chọn đáp án nào? Em sẽ đáp án A. À, cô cũng đồng ý với các con đó là bán A, nhưng vấn đề bây giờ là nào mà ra được x bằng 27, y bằng 33 đây. Minh Hoàng, Cao Trường, Khánh Băng, Bảo Ngọc đều chọn đáp án A ở đây. Nhưng bây giờ làm thế nào để chúng ta lại chọn được đáp án A đây? Bạn nào biết các con giơ tay nhá. Giờ làm thế nào nhỉ? Vừa nãy ví dụ cô cũng định đưa vào rồi, nhưng hôm nay có bạn mới, cô sợ là các bạn bạn đấy lại không được học cái bài trước ấy. Nên là thành ra là cô sợ bạn ấy không đuối không theo được. Nhưng mà giờ thì cô muốn hỏi các con xem làm thế nào chúng ta lại có được kết quả đáp án A. Thế là các con tức là mình thay vào hay là làm sao đấy, chứ mình không biết giải đúng không? Bây giờ cô mới gợi ý cho các con nhá. Nào bây giờ này, đề bài ấy người ta cho x cộng y bằng 60, nhưng mà không cho một không cho một tỷ lệ thức mà có tử số là x và y. Vậy thì cô hỏi các con là từ x phần y bằng 9 phần 11. À, Cao Trường, rất giỏi, hiểu ngay ý cô. Ta suy ra gì con? Em thưa cô là suy ra x x phần 11. X phần 11 á? À không, em nhầm, x phần X phần 9 à, x phần 9 chứ, bằng y phần 11 ạ. à, cái này chúng ta học ở bài trước, nhờ tính chất của tỷ lệ thức ta lấy tử chia tử sẽ bằng mẫu chia cho mẫu, ta học bài trước rồi. Và đến đây thì ta đã đưa được về là sử dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau để chúng ta làm rồi. Nào cô hỏi con hiểu bài không? Huy ơi, Huy sao tắt cam tối thui thế Huy à? Ngủ Có à? Có. Sao con tắt cam thế? Ngồi học nghiêm túc vào. Vân ơi, con hiểu bài không? dạ À rồi, Khanh ơi, con hiểu bài không? hiểu rồi. À rồi, giỏi. Các con cố gắng lên. Thôi, vậy thì tối hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Sau buổi học thì vừa nãy cô nhắc là bạn Dương và bạn Minh Hoàng với cả bạn Huy chụp vở gửi ngay vào cho cô bây giờ luôn nhá. Còn bây giờ thì cô chào cả lớp. Cô sẽ gửi video và bài tập lên nhóm sau. Em chào cô. À, chào các con.